Anh Đài Loan đi nặng ra một bên Airpods sau khi vô tình nuốt phải và nó vẫn hoạt động tốt. Đến thời điểm hiện tại Apple Airpods vẫn là sản phẩm hot hit và được Tim Cook khẳng định đã tạo ra hiện tượng văn hóa và làm không đủ bán. Với giá bán lẻ khoảng 199 đô la Mỹ, 4,6 triệu đồng, bảo Airpods không đắt rõ ràng là nói dối, đau lòng hơn nữa khi lỡ làm rơi mất một bên và phải mua lại với giá 1,4 triệu đồng. Còn anh chàng trong câu chuyện dưới đây lại rất khác. Theo truyền thông Đài Loan, một người đàn ông tạm gọi là Su, đã đeo Airpods đi ngủ, đến lúc tỉnh dậy thì tìm không ra chiếc bên phải. Bất lực, Su đành dùng tính năng, Find Me Airpods, để tìm xem nó ở đâu và iPhone báo rằng bên tai nghe đã mất vẫn ở trong phòng. Bản đồ cho thấy Airpods của tôi vẫn ở trong nhà, tôi có thể nghe thấy tiếng bíp bíp ở quanh mình, Su nói. Tôi đã lật chăn đệm và tìm quanh nhà nhưng chịu không thấy, tôi nhận ra có âm thanh phát ra từ bụng mình. Điều này rất khó để chấp nhận nhưng sự thật, Su đã vô tình nuốt luôn chiếc AirPods bên phải trong lúc ngủ. Dù không cảm thấy đau đớn, Su vẫn đến bệnh viện ở Cao Hùng để kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ nói rằng chiếc tai nghe đã yên vị trong dạ dày của chàng trai trẻ. Ngoài ra, Su phải uống thuốc nhuận tràng và kiểm tra phân của mình, bác sĩ cảnh báo rằng nếu mãi không thấy nó chui ra, chắc chắn sẽ phải làm phẫu thuật. May mắn thay, khi có mặt tại bến tàu vào ngày hôm sau, Su đã đáp lại tiếng gọi của tự nhiên và tìm thấy chiếc Airpods bên phải, đỡ phải bỏ triệu tư đi mua lại. Pin vẫn còn 41%, thật khó tin, Su nói với tờ Asia Wire. Thế đấy, không phải ai cũng may mắn như Su và tuyệt đối không nên đeo Airpods đi ngủ nhé.